một nhóm người bị trói như Doc trở thành thú cưng trong tay người ngoài hành tinh, buộc họ phải tìm những người sống sót, sau đó dùng vũ khí công nghệ cao xả độc. Con người không có trí tuệ chỉ chấp nhận bị diệt. Ở đây người được coi như những con gián, cứ cách 3 tuần sẽ thực hiện kế hoạch trừ khử loài người. Một số người sẽ bị sinh vật ngoài hành tinh dẫm hẹo. Thấy đồng loại bị sát hại thảm thương, những người sống sót bắt tay phản kháng, dùng móc đâm vào cơ thể của người ngoài hành tinh, kéo người ngoài hành tinh xuống đất, chen nhau như ong vỡ tổ vào tấn công, cho đến khi người ngoài hành tinh hoàn toàn hẹo, nhưng bộ tộc của họ cũng sắp bị tuyệt chủng. Người phụ nữ ôm lấy con muốn rời khỏi đây, lại bị một bàn tay chặn lại, chỉ cần leo lên được ngọn núi liền có thể sống sót. Nhưng ba anh em người ngoài hành tinh vây quanh lấy hai mẹ con, bắt người phụ nữ ném lên không trung, hẹo tại chỗ. Một mạng sống trong mắt chúng không là gì cả. Người mẹ lúc này đi tới nhặt đứa bé loài người lên, chuẩn bị đem về nhà làm chó nuôi, để ngăn đứa trẻ trốn thoát đeo lên cổ đứa trẻ một chiếc vòng. Điều này khiến đứa trẻ cảm thấy rất khó chịu và muốn gỡ bỏ. Khi đứa trẻ chạy ra khỏi tầm mắt quản lý, nhấn nút đem đứa trẻ hút trở lại và đặt tên cho đứa trẻ là Đeo. Ở nơi đây, người ngoài hành tinh mỗi ngày đều thiền. Linh hồn sẽ biến thành một quả bóng và trôi đi. Bọn họ dùng công nghệ tiên tiến, IQ đã vượt xa con người. Họ cai trị hành tinh và tất cả các sinh vật, nhưng sức sinh sản của con người quá nhanh, cứ cách 3 tuần đều phải sát hại một lượng lớn. Đeo không có ý thức đã bị thuần hóa thành thú cưng. Chỉ cần chủ nhân không vui, cậu bé liền bị dìm xuống nước. Muốn chơi theo cách nào thì chơi, cho dù là bị chơi đùa tới hẹo cũng chẳng làm sao cả. Đeo tức giận cắn vào tay chủ nhân, không ngờ vậy mà lại chảy ra máu màu xanh. Vì để trả thù cậu nhóc, chủ nhân đã tạo ra một đám mây ngay trên đầu cậu. Mưa phùn rơi khắp nơi, thậm chí còn có cả sét đánh trúng Đeo. Vì để làm vật nuôi khác với của những người khác, chủ nhân có thời gian liền dạy cậu nhóc nói chuyện. Đeo yêu Ayotiva. Đeo rất thông minh, chủ nhân rất hài lòng. Ngay cả khi ngủ cũng phải ôm mới ngủ được. Chủ nhân đem cơ thể cuộn tròn lại như rắn, trong khi học cũng sẽ cho Đeo cùng nhau nghe kiến thức. Trí thông minh của Đeo lần đầu tiên phát triển, cậu nhóc cảm thấy quá thần kỳ. Nhưng nó cũng sẽ là khởi đầu cho việc Đeo lật đổ các nền văn minh ngoài hành tinh. Lúc này mấy người ngoài hành tinh tới, đưa vật nuôi tới quyết đấu. Hai con người không có ai cứu cứ vậy lao vào nhau đánh cho tới hẹo, chỉ vì làm hài lòng chủ nhân. Sau đó tới lúc Đeo chiến đấu với một người khác, còn chưa bắt đầu đã bị dáng vẻ uy nghiêm của Đeo dọa cho sợ. Đối thủ sợ hãi đến mức cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng. Trải qua những lần học, Đeo quá mong muốn có thêm kiến thức. Khi chủ nhân vắng nhà, lén nghe bài học trong tai nghe, nhưng âm thanh từ tai nghe đã thu hút bố mẹ của chủ nhân. Vừa bước vào thấy Đeo đang lén học kiến thức, đối với họ mà nói điều này là không thể. Bố mẹ của chủ nhân bảo không được mang Đeo cùng đi học, nhưng cô căn bản là không nghe. Người bố tức giận đem Đeo về lồng. Hôm đó những đứa trẻ ngoài hành tinh lần đầu tiên thiền, linh hồn của bọn họ bắt đầu bay lên. Nhưng khi chủ nhân trở về nhà không thấy Đeo đâu, ngay cả tai nghe cũng không thấy đâu nữa. Đeo ham hiểu biết đã ăn cắp tai nghe, vốn tưởng rằng cứ vậy có thể chạy được. Chủ nhân ngay lập tức điều chỉnh chiếc vòng cổ, Đeo vốn đã chạy ra xa lại bị hút trở về. May mắn là tai nghe bị mắc vào rễ cây. Một cô gái phát hiện ra chiếc vòng trên cổ của Đeo, dùng vũ khí cắt đứt chiếc vòng. Cô gái đó nghe nói là người ngoài hành tinh phát minh ra được tai nghe thì lập tức ngây người. Cô ấy trước giờ chưa từng nghe qua kiến thức như này. Chỉ cần nghe âm thanh phát ra từ tai nghe khiến cô gái sợ hãi. Sau đó cô ấy đưa Đeo trở lại bộ tộc loài người. Thấy Đeo mặc trong mình bộ đồ kỳ lạ, mọi người đều cười nhạo cậu. Chính lúc này một người đang đập vào chiếc hộp bên cạnh. Đeo bảo anh ta đừng chạm vào cái hộp, đó là một cái bẫy. Nhưng giây tiếp theo anh ta đã bị nuốt chửng, vì cái tai nghe mà Đeo mang về bị pháp sư ở loài người nhằm vào. Nhưng bọn họ căn bản không biết chữ, cũng không tin lời Đeo nói. Để chứng minh trí khôn của mình, Đeo nói cái hộp là mực màu đỏ. Mọi người không tin, cầm vũ khí mở nó ra, kết quả là một đống mực đỏ bay ra. Bây giờ một số người tin những gì Đeo nói. Ngày hôm sau, bắt đầu tìm hiểu kiến thức ở trong tai nghe. Nhưng pháp sư nói rằng kiến thức của người ngoài hành tinh là tà ác. Để trừng phạt Đeo, bảo cậu nhất định phải tiếp nhận quyết đấu. Họ buộc vật nuôi vào người. Vừa bắt đầu Đeo đã bị thương khi đối phương quá hung hăng. Nhưng ngay sau đó anh ấy đã đứng dậy, sử dụng sự trí thông minh của mình chỉ với một phát cắn tiễn đối phương về trời. Bây giờ thì mọi người đều đã tin cậu. Sau đó, ngày càng nhiều người bắt đầu tìm hiểu kiến thức. Nhưng nguy hiểm lại đang tới gần. Một con quái vật biết bay xuất hiện. Nó thè lưỡi vào hang ổ của loài người, đem con người dính vào lưỡi và thưởng thức. Những con người lúc này đã có kiến thức, quyết định bắt đầu phản kháng, dùng vũ khí tự chế móc ném vào đôi cánh của quái vật. Khi con quái vật dãy dục, đôi cánh cứ vậy mà bị xé toạc đi, cuối cùng ngã xuống đất. Đây là lần đầu tiên họ đánh bại con quái vật bằng trí thông minh. Bọn họ đem máu của con quái vật, mọi người đều xếp hàng để thưởng thức. Nhưng một mối nguy hiểm lớn hơn lại tới. Thời gian để thanh trừng con người 3 tuần một lần đã tới. Chính vào lúc mọi người đang ngủ, một chiếc đĩa lớn lăn vào, nó bắt đầu thả ra khí độc. Sau đó người ngoài hành tinh càng thả ra nhiều hơn. Loài người vừa phản ứng lại đều bị độc mà hẹo. Bọn họ đưa theo thú cưng đi tìm manh mối. Khói độc tan biến và những người trong bộ lạc thương vong quá nhiều. Hai người ngoài hành tinh đi qua nơi con người sống sót, dùng chân dẫm nát họ. Lúc này con người đã có trí thông minh bắt đầu phản kháng,
dùng vũ khí trong tay tấn công người ngoài hành tinh, dùng móc câu móc vào tay người ngoài hành tinh, cùng nhau hợp lực kéo xuống. Loài người xông tới như kiến vỡ tổ, lần đầu tiên họ đánh bại những người ngoài hành tinh thống trị ở đây. Để tồn tại, con người phải di cư, nhưng bởi vì họ đã sát hại người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh sẽ 2 tuần thanh trừ con người 1 lần. Và con người xây dựng thành phố thông qua kiến thức trong tai nghe. Cuối cùng đã phát minh ra hỏa tiễn thoát thân, khi đó con người mới nhận ra tầm quan trọng của tri thức. Nhưng cuộc sống yên bình lại bị phá vỡ, thời gian thanh trừ 2 tuần đã tới. Người ngoài hành tinh thả máy bay trinh sát để tìm kiếm tung tích của con người. Một khi phát hiện ra con người đều sẽ tiêu diệt, nhưng cuối cùng không thể phát hiện được ra loài người. Nhưng nhóm khác thì bị tàn sát khắp nơi, tất cả các loại máy móc tiên tiến được sử dụng. Theo và những người khác đã mang một tên lửa đến hành tinh ban đầu để tồn tại. Và những con người không học kiến thức chỉ có thể bị tiêu diệt. Đeo họ đã hạ cánh thành công trên hành tinh ban đầu, lại phát hiện vô số thi thể khổng lồ. Thật bất ngờ, họ biết được bí mật của người ngoài hành tinh. Những linh hồn họ ngồi thiền sẽ bay đến hành tinh nguyên thủy, tổ chức một hôn lễ kỳ lạ để trả thù. Con người đã lái tên lửa và tàn phá chúng thành trăm mảnh. Người ngoài hành tinh mất đi linh hồn liền giống như bị mù vậy. Họ buộc phải dừng kế hoạch thanh lọc nhân loại. Chính lúc này, ngày càng nhiều người ngoài hành tinh bị mất đi thị lực. Họ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Toàn bộ nền văn minh ngoài hành tinh đang bị đe dọa, bởi vì con người đã phát minh ra công nghệ tiên tiến hơn. Người ngoài hành tinh chỉ đành cầu hòa với con người. Những người bị họ nuôi nhốt cũng đã được giải thoát. Sau đó con người tạo ra vệ tinh, còn tạo ra trái đất riêng của họ.